Những bóng hồng từng dính dáng tình ái với Carrick, Thúy Ngân chụp cả ảnh cưới, Bella ồn ào đăng status đầy ẩn ý. Một điều khó hiểu mà đến tận bây giờ cả hai đứa nhiều khi còn nhìn lại nhau, chả hiểu sao đó mà tôi và bà thích nhau ha. Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân. Khi tham gia vào Running Man Việt Nam mùa 2, Carrick là nhân tố mới tương tự như Trường Giang và Thúy Ngân. Ở những tập sang Hàn Quốc thi đấu, Carrick với Ninh Dương Lan Ngọc được chương trình ghép đôi nhiệt tình và bản thân ngọc nữ màn ảnh Việt cũng gọi vui Carrick là chồng. Trong khi đó thì Thúy Ngân thực ra lại ít tương tác với Carrick nhiều như Lan Ngọc, nhưng vẫn tạo nên được những câu chuyện thú vị ở những cảnh Thúy Ngân và Carrick thi nhau xé bản tên. Vậy nên, đến khi xuất hiện loạt ảnh cưới của Thúy Ngân và Carrick thì khán giả thi nhau hò hét vì quá xứng đôi vừa lứa. Cả Lan Ngọc lẫn Thúy Ngân đều là những ngọc nữ của màn ảnh Việt, một cô thì vẫy vùng ở địa hạt phim điện ảnh, còn một cô thì lại phát triển mạnh trong thị phần phim truyền hình. Độ nổi tiếng của họ cũng ngày càng tăng cao kể từ khi tham gia vào Running Man Việt Nam bởi sự nhiệt tình chịu chơi, lầy lội lăn xả hết mình. Trang Pula. Trang Pula tên thật là Đỗ Thùy Trang và là con gái cưng của một gia đình danh gia vọng tộc. Chính vì thế, mỹ nhân sinh năm 1994 được chú ý trên mạng xã hội bởi gia thế hoành tráng cùng với thân hình quyến rũ, thêm vào đó là vai trò người mẫu ảnh cho nhiều lookbook, tạp chí thời trang cũng như lên truyền hình. Vào năm 2014, Carrick và Trang Pula đã hẹn hò nhau, gắn bó bên nhau suốt 3 năm đầy hạnh phúc. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên cho dân tình ăn cẩu lương ngập mặt với những khoảnh khắc ngọt ngào. Họ còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của phía gia đình. Carrick và Trang Pula cũng đã tính tới một đám cưới như cổ tích. Tuy nhiên, hai người đã tuyên bố chia tay trong sự sửng sốt của khán giả. Để rồi sau đó 3 tháng, Trang Pula lại trở thành chị dâu của nữ ca sĩ Bảo Thy khi kết hôn cùng với Thế Bảo. Sau đó, cuộc sống của Trang Pula vô cùng viên mãn với hai con cùng Thế Bảo, một trai một gái, gia đình êm ấm. Đàm Phương Linh. Đàm Phương Linh từng giữ vai trò là một VJ đình đám, sau đó bắt đầu lấn sân sang phim ảnh, người mẫu quảng cáo. Chuyện tình cảm của Carrick với Đàm Phương Linh tương đối kín tiếng, ít phô trương vì cả hai đều hoạt động trong showbiz nên cũng không muốn lời ra tiếng vào. Tuy không rầm rộ đăng ảnh thân mật, nhưng thi thoảng họ vẫn được bắt gặp tháp tùng nhau đi sự kiện hoặc trong những buổi hẹn hò ngoài phố. Đàm Phương Linh nhận xét bạn trai là một người hiền lành, trẻ con. Cho tới tháng 10 năm 2019, Carrick bất ngờ đăng tâm thư nhắn gửi người yêu cũ. Bella. Vào tối ngày 23 tháng 8 năm 2020, Carrick từng công khai hẹn hò bạn gái mới là Uyên Bella. Anh chàng rapper này đăng ảnh tình tứ bên cô nàng, kèm dòng chú thích tiếng Anh, tạm dịch là: người ta thường nói, cuộc sống của bạn không hề lãng phí, miễn là có ít nhất một người quan tâm đến bạn. Vì vậy, khi mọi thứ đi lệch hướng đến mức tồi tệ và khi em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên. Ngay sau đó, Carrick cũng nhập hội chỉ follow mình em trên Instagram của Uyên Bella. Nhưng đến cuối năm, hai người lại unfollow nhau, xóa ảnh, dấy lên tin đồn chia tay. Nhưng khi dân tình đang ồn ào thì hai người lại xuất hiện bên nhau trong một hậu trường của một show giải trí vô cùng khó hiểu. Sau 4 tháng từ lúc hẹn hò thì phía Carrick cũng ngầm xác nhận cả hai đường ai nấy đi trong một buổi phỏng vấn ở một sự kiện. Để rồi sau đó hai người cũng thường xuyên có những status ẩn ý về nhau, nhất là khi Uyên Bella khui lại chuyện một người bạn trai cũ từng đối xử không tốt với cô trong lúc yêu và Carrick bị dân mạng réo gọi nhiều nhất. Tuy nhiên, sau khi điểm lại những mỹ nhân mà Carrick từng dính vào nghi vấn hẹn hò cũng như thực sự yêu đương thì khán giả nhận thấy rằng sau gần 10 năm, chuyện tình cảm của nam rapper này vẫn không thực sự vững chắc. Khán giả luôn mong đợi Carrick sẽ sớm yên bề gia thất và có chỗ dựa tinh thần cho mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.